Em nghe em rất là buồn, nhưng mà tại vì hoàn cảnh cho nên là em không có muốn là khổ. Tại vì ở với mẹ cực quá, với lại bị đánh hoài, lúc đó còn nhỏ, cho nên là em rất là sợ đòn. Lúc mà bà Tại vì cha nó bỏ rồi dạ. ở con mình hai mẹ con. Rồi con đi vậy mẹ đi tìm kiếm hoài không được. Cũng mấy năm trời mới liên lạc được với con. Rồi tới giờ gặp là con được vậy rồi mà con cũng mừng chết luôn á. Con mình hai mẹ con mà. Xin mời em. Chào em. Mới vô mà không khí có vẻ khá là trầm buồn ha. Và lời nói đầu tiên cho phép em là Tâm Thảo, là thành viên của gánh hát Lô Tô Hương Nam. Xin gửi đến toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Come Out, cũng như anh Tuân và chị Chi, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Anh nghe cái bài hát xong anh vẫn còn cái cảm xúc nữa ở đây. Dạ. Rồi bây giờ công việc hát Lô Tô là công việc chính của em hả Thảo? Công việc hiện tại của em là công việc hát Lô Tô. Rồi cái con đường nào đưa em đến cái nghề nghiệp hát Lô Tô này? Thật sự mà nói là em còn nhớ năm đó là năm 2009, em bỏ nhà ra đi. Là đầu tiên là em không có đi theo Lô Tô, đầu tiên là em đi theo một cái chị ở ở xóm, là chỉ dẫn em đi qua bên Sóc Trăng. Chị nói là đi theo chị bán vé Lô Tô, nhưng mà thời điểm đó là đang trong tình trạng là mùa mưa, cho nên là chị nói là đoàn của chị chưa có hoạt động lại, cho nên là chị dẫn em đi qua bên Sóc Trăng là đi bưng nước cho cái quán cà phê hát với nhau. Em cũng rất là thích hát, tại vì nghe nói là đi theo hát Lô Tô rồi là em nghe em phái lắm. Nhưng mà lúc đó em không có được hát, chỉ là bưng nước thôi, mà một ngày chỉ được có 3-40, 4-50. 2 tháng sau, thấy công việc đó giống như là không có thích hợp với em. Nhiều khi mấy bạn đều cứ chọc chọc rồi đó, mấy bạn mà đi lại uống nước á, hay chọc rồi gờ rồi em sợ. Tại lúc đó còn nhát á, em mới nói thôi chị ơi em không làm công việc nữa đâu. Chị nói chị dẫn em đi Lô Tô gì đó, thì thôi giờ chị em mình đi Lô Tô đi. Thì chị mới dẫn đi, cũng ở Sóc Trăng luôn, cũng có cái đoàn Lô Tô á chị. Thì lúc đó là đi theo đoàn đó thì cũng cực lắm, tại vì mưa gió. Rồi mới có vào được có 2 ngày mà không có ngày nào được hát hết trơn, không ngày nào được làm hết trơn. Đi trời mưa hả em? Đi trời mưa á chị. Rồi cái tối thì xuống ghe ngủ với cái chị cũng ở trong đoàn á, mà chị ở dưới ghe á, xuống dưới ghe ngủ. Cái tối lại thì mấy anh kia lại kiếm rồi quậy phá, Phá gì em? cũng như là kiếm BD. À, chọc ghẹo hả? Dạ, chọc ghẹo. Em còn nhớ lại là giấc chiều á, hai chị em đang tắm dưới sông á, thì cái bên sông bên kia thì có một cái quán nhậu, mới nói là bữa nay có gái mới về, cho nên là tối nay phải đi lại coi. Thì vô tình lại thì trời mưa không có hát, mà tối lại 5-6 người kéo xe đùng đùng lại kiếm. Lúc đó hai chị em trốn dưới ghe á, mà đâu có dám lú mặt ra đâu. Cái em sợ quá, cái em mới đi xuống dưới ghe mà em bò bò. Mà ở dưới Sóc Trăng á, mấy con đĩa đồ nhóc hết trơn luôn. Cái em bò dưới ghe, em ngồi dưới, núp dưới ghe á, mà đĩa nó đeo mà cũng phải gắng chịu đựng á. Tới khi mà mấy anh kia về mới leo lên, cái em mới nói thôi chị ơi bây giờ bỏ đi đi, đừng có làm ở đây nữa. Thì lúc đó là em còn nhớ là chỉ đang xài cái điện thoại Vinaphone. Thì hai chị em mới bán cái điện thoại đó là được 300 mấy. Rồi hai chị em mới từ Sóc Trăng đi về Vĩnh Long. Thì khi mình rong ruổi theo mấy cái gánh hát Lô Tô đó thì có tình yêu nào xuất hiện không em? Dạ cũng có. Nói chung là em đi được khoảng 1 năm mấy thì cũng có người thương vậy đó. Nhưng mà em không có nghĩ tới chuyện tình yêu, tại lúc đó còn mén, còn nhỏ, cho nên là nghĩ là thôi vui chơi thôi, chứ không có mà nghĩ tới chuyện yêu đương lâu dài gì hết. Lúc đó em đã mặc đồ con gái chưa? Dạ lúc đó thì tóc em cũng tém tém, nhưng mà lúc đó là ban ngày thì cũng bận đồ con trai, rồi ban đêm thì giả lộ làm gái, rồi bắt đầu từ từ thì mới bận đồ con gái chính thức luôn. Chính thức mặc đồ con gái là lúc em mấy tuổi? Lúc đó là 2011 á chị. 2011 là chính thức mặc đồ con gái luôn á. Nói chung là 2009 là em đã bỏ nhà đi, nhưng mà tại vì lúc đó là đồ con gái em không có nhiều, cho nên là ban ngày phải làm nam, ban đêm phải làm nữ. Rồi khoảng 2011 bắt đầu mới có đồ con gái nhiều này nọ, rồi bắt đầu em mới làm con gái luôn, với tóc lúc đó là cũng dài dài. Rồi đến khi nào em có được cái tình yêu thực thực sự? Nói chung là nói chung là thật sự mà nói là cái tình yêu của em á là đã gặp trắc trở tới 3-4 lần á. 3-4 lần Dạ. Trắc trở là sao em? Mối tình đầu tiên thì có người thương mà em không có chịu. Rồi sao em không chịu người ta? tại vì em nghĩ là lúc đó là mình còn nhỏ, mình không có muốn yêu đương, nhưng mà lại có người thương. Rồi cái giống như là em làm khổ cái người đó. Thì những người mà đi chung đoàn á,
người ta cũng có nói mình đối xử tệ với người khác là trời sẽ trả báo mình. Mà thật sự mà nói là em gặp thiệt, gặp mối tình thứ hai thì trời ơi, trời ơi đất hỡi. Đâu trời ơi như thế nào nào? Trời ơi như thế nào em cứ kể là, cụ thể đi. Là mối tình thứ hai thì cái người đó cũng vẫn đi theo em, đi theo Lô Tô luôn. Nhưng mà sống được khoảng mới có chưa được tuần lễ nữa là cái người đó giống như là bộc phát ra liền, không có còn thương em nữa mà lại hẹn hò với con gái. Mà em không có biết em đang ngủ trưa. Thì vô tình là em mới thức dậy em đi tìm ảnh đó, thì em nghe những người trong đoàn nói là ảnh đang nói chuyện với con gái bên kia sông. Tại vì đoàn ở chợ bên đây, bên sông là nhà của người đó. Em mới đi qua em thấy, em mới kêu ảnh về mà ảnh không có về. Lúc đó em rất là buồn. Bởi vì... Anh nói là sao ảnh không về? Anh nói là anh đang nói chuyện với bạn anh. Cái em còn hỏi là ủa bạn anh là bạn gái hay là gì? Anh có nói là bạn gái. Em nói ủa vậy em là gì của anh? Anh nói là cũng như là mình chỉ vui chơi thôi chứ anh không có thương gì yêu em chứ. Lúc đó em rất là buồn. Lúc đó là anh nói thẳng vậy luôn á hả? Dạ. Thật sự mà nói lúc đó em rất là buồn thiệt á. Xong rồi em nói thiệt, lúc đó là em suy nghĩ là em muốn tự giận luôn á. Nhưng mà những người trong đoàn mới nói, mới khuyên em, nói là mình đừng có gì người ta vậy mà mình tự giận, mình giống như là mình tự làm khổ mình. Tại vì tương lai của mình còn dài chứ đâu phải là người này thương mình thôi đâu, cũng còn người khác thương. Cho nên em mới suy nghĩ tới chuyện đó. Khoảng chừng 3-4 tháng sau, cái đoàn hội chợ mới dọn về chỗ khác. Thì vô tình lại á, ngày hôm đó thì những người trong đoàn á mới rủ đi chơi. Thì vô tình đi chơi thì gặp cái anh kia, mà anh kia thì nhỏ tuổi hơn em 3 tuổi. Anh nói anh thích em. Em thì lúc đó giống như là em đã bị một cái cú sốc rồi, cho nên là em cũng cảm thấy rất là sợ. Em nói là anh nói anh yêu em nhưng mà để cho em suy nghĩ lại. Hai người cũng tìm hiểu này nọ. Cái ngày hôm đó là đoàn hội chợ chuẩn bị dọn đi á, mà ảnh đang đi thi luôn, ảnh bỏ thi ảnh đi theo em. Cái bắt đầu gia đình ảnh mới đi kiếm. Thì hai người đi trốn trước, tại vì đêm đó là đêm chót của hội chợ, thì em với anh đó mới bỏ đi trước, rồi đoàn mới đi theo sau. Vô tình á, sáng ngày hôm sau thì đoàn dọn đi, thì bà ngoại của anh đó và mẹ của anh đó lại không cho đoàn dọn đi, nói là phải lôi con tôi ra đây tôi mới cho đoàn đi, không thôi tôi sẽ báo công an lại. Thì những người trong đoàn mới chỉ chỗ của em và anh đó đang ở, đang cho mẹ anh đó lên kiếm. Thì có một bạn ở trong đoàn chạy lại nói Thảo ơi, mẹ của chồng mày bắt chồng mày về rồi. Trời, lúc đó em cũng rất là buồn luôn á, rất là sửng sốt luôn. Nhưng mà rồi cũng bình thường, tại vì giống như là cũng mới cho nên là chưa có sâu gì mấy, cho nên là mình cũng không có buồn gì mấy. Rồi bắt đầu cái cuộc tình kế tiếp nữa là quen được cái anh đó cũng trong hội chợ luôn. Mà anh thứ ba này là chỉnh âm thanh cho đoàn hội chợ. Rồi hai người cũng sống khoảng chưa được năm thì em thấy không hợp, em mới chia tay với ảnh. Mà người chia tay là em. Tại vì ảnh quá ghen. Cũng như giống như là đoàn hội chợ hôm đó là không có hát, thì em mới định là đi vô đoàn ca nhạc Phương Tường coi. Thì những người trong đoàn đều đi, em cũng đi luôn. Mà ảnh không chịu đi, cái em mới nói đi chơi cho vui chứ nhà cũng buồn vậy đó. Cái ảnh bóp cổ em, ảnh nói ảnh giết em. Em nói trời em sợ quá trời, cái em mới la lên. Thì mấy người trong đoàn mới can. Thì xong rồi em mới sợ, em nói thôi mình, em cảm thấy là em không có hợp với anh đâu. Tại vì anh sống với em mà anh vậy thì em sợ lắm. Sợ lỡ nhiều khi sau này đụng cái chuyện gì đó anh giết em này nọ. Sao đi coi nhạc đồ chợ không mà cũng không cho? Tại vì lúc đó là cái đoàn hội chợ của em làm là có hai chủ. Em thì em hát cho chủ này, còn ảnh thì làm cho chủ kia. Mà cách nhau sao hay là chung một đoàn? Không, chung một đoàn luôn. À, chung một đoàn luôn. Nhưng mà tại vì chủ của ảnh thì đi về phải bắt ảnh phải coi cái gian hàng đó. Còn của chủ của em thì ở lại đoàn, cho nên là em đi thoải mái. Còn ảnh thì mỗi lần ảnh đi là phải hỏi chủ ảnh, cho nên là ảnh cũng không muốn đi. Mà ảnh không đi thì ảnh phải bắt em ở nhà. Em thì cái giò em là giò đi, em muốn đi chơi này nọ. Cái em sợ quá, em mới nói tiếng chia tay ảnh. Thì khoảng chừng mấy tháng sau em mới quen lại mối tình kế tiếp, là mối tình cuối cùng của em. Ủa rồi hai người gặp nhau vào lúc nào hả? Lúc đó là em vừa chia tay người kia xong, em mới đi đoàn khác. Xong một thời gian cái em mới trở về đoàn đó. Thì vô tình em gặp ảnh. Mà lúc mới ban đầu em gặp ảnh là em với ảnh là giống như là nước với lửa vậy đó. Ghê lộn dữ lắm luôn. Gặp là cũng ghê lộn, ăn cơm cũng ghê lộn, mà tới giờ ngủ cũng ghê lộn. Ngủ thì em ngủ ở dưới sân khấu á, còn ảnh ngủ ở trên. Là bắt đầu hai người chở mỏ trên xuống là chửi lộn. Ghét của nào trời sao của đó, đó. Cái ngày hôm đó thì cái chị mà hát chung á, chị nói là thôi để chị làm mai cho mày thằng này. Tao cũng hy vọng là mày với thằng này sẽ hạnh phúc. Em nói thiệt, em chưa có biết là người đó là ai. Thì tự nhiên ảnh ở đâu mà ảnh ban vô. Là lúc đó là em cũng rất là ngạc nhiên. Rất là ngạc nhiên luôn. Vậy mà lúc đầu em cũng nghĩ là thôi kệ đi,
quen chơi đi. Tại vì lúc này mình cũng đang buồn, mùa mưa mà mình đang buồn, có người tâm sự cũng đỡ. Mà không ngờ là nói tiếng quen chơi mà không ngờ là ở tới gần 9 năm luôn. 9 năm. Quen chơi mà thành thiệt đó cưng. Nhiều khi mà tưởng thiệt mà không thấy đâu hết. Của em rồi quay trở về cuộc sống tuổi thơ của em đi. Nó cực khổ như vậy á, nhưng mà nó gắn liền với bố mẹ hay là như nào em? Từ nhỏ là em đã bị mồ côi cha, tại vì cha có vợ bé bỏ em từ nhỏ. Rồi cho nên là em chỉ sống với mẹ. Và đôi khi cũng có qua nhà của cô, ở với cô. Sống với mẹ thì cực khổ lắm. Mẹ thì phải đi làm để mà trả nợ. Cho nên là mẹ thì chỉ có em là giống như là để mà giúp sức cho mẹ để trả nợ. Mà bán vé số ngày nào cũng bị mất tiền á. Nhiều khi em ăn xài rồi cái em về em nói dối mẹ. Em nói là bị mất. Còn không nữa thì em nói là bị mất vé số này nọ. Rồi mẹ mới đánh đòn. Cô ruột của em là chị của cha em thì mới thấy vậy, mới bên em thì mới kêu em về ở với cô. Thì lúc đó là em bỏ mẹ đi. Lúc đó em cũng rất là buồn, bởi vì mẹ chỉ có mình em thôi. Mà nếu mà em đi em bỏ mẹ như vậy thì không có còn ai mà để trả nợ cho mẹ. Nhưng mà bởi vì ở với mẹ quá khổ, em thì em không có muốn khổ, cho nên em mới quyết định em bỏ em đi. Thì lúc mà em bỏ đi thì mẹ buồn lắm, mẹ giận luôn, mẹ không thèm nói chuyện tới. Tới ngày em chuẩn bị em bỏ nhà đi á, đi được một thời gian khoảng năm em về, là lúc đó là mặc đồ con gái á, thì em về em gặp mẹ. Em biết là lúc đó mẹ rất là giận, em mới nói là lần này em quyết định là em bỏ nhà đi luôn. Thì khoảng em đi khoảng chừng 3 năm không liên lạc gì nhà thì mẹ rất là lo. Bắt đầu mẹ mới đi tìm. Thì vô tình ở xóm nhà em á, thì cũng có người làm hội chợ. Thì mẹ mới nhờ cái trưởng đoàn hội chợ đó nói với những người mà đi hát ở xứ xa, con có gặp em tên Thảo vậy đó, thì liên hệ với Thảo, nói là mẹ đang ở nhà đang kiếm. Thì bắt đầu người ta mới đưa số điện thoại của mẹ em cho em. Em mới điện thoại về thì hai mẹ con mới tâm sự. Thì lúc đó là mẹ mới hiểu em, không có lo được cho mẹ gì hết. Tại vì đi hội chợ rất là cực, em không có đủ ăn đủ sống. Nhiều khi mình muốn sắm cái bộ đồ đó hoặc là muốn làm cái việc gì đó mình phải hạ tiện. Rồi nhiều khi mẹ sinh em cũng không có tiền để cho mẹ nữa. Đó, khoảng thời gian sau này em mới lâu lâu mới gửi tiền về cho mẹ. Sau này khi mà em nói chuyện lại với mẹ, em có bao giờ xin lỗi vì em đã bỏ mẹ mà đi không? Đã từng rất là tổn thương khi mà người con của mình dứt ruột đẻ ra mà bỏ mình đi như vậy không em? Mẹ không có nói với em mà mẹ nói với người khác. Mẹ nói là nuôi cho nó lớn, lớn khôn. Bây giờ nó bỏ đi. Khi em nghe như vậy thì em thấy như thế nào? Em nghe em rất là buồn. Nhưng mà tại vì hoàn cảnh cho nên là em không có muốn là khổ. Tại vì ở với mẹ cực quá, với lại bị đánh hoài, lúc đó còn nhỏ. Cho nên là em rất là sợ đòn. Cho nên là em mới bỏ em đi. Lúc đó còn nhỏ quá. Rồi bây giờ thì mình cùng mời mẹ của Tâm Thảo ra để cùng kể về những câu chuyện hồi xưa hai mẹ con đã cùng trải qua với nhau. Cháu xin mời cô ạ. Con mời cô. Dạ chào cô. Dạ cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho khán giả biết. Cô Trương Thị Ngoan ở Trà Vinh. Hôm nay cô bao nhiêu tuổi cô? Dạ 60. Sau khi cô nghe con gái của mình chia sẻ về những câu chuyện đó thì cô thấy như nào? Có bao giờ cô thấy giận nhiều vì Tâm Thảo đã bỏ mình đi? Dạ, hồi đó thiệt, hồi đó cũng khổ lắm, đi bán vé số á. Cũng khổ lắm, đi ngày nào về cũng thăm tiền á. Rồi cô mận thiếu đi bán vé số vậy mà thăm hoài luôn. Người bán cái lúc nó bỏ đi vậy đó, rồi cô nãy cũng mận cô trả đó. Rồi đi cũng qua nhà cô ở cũng cả năm mà. Rồi bắt đầu cũng đi theo đoạn lô tô vậy đó, cũng 3 năm mới liên lạc được. Nhờ người ta đi chung á, rồi hỏi người ta, rồi người ta chỉ cho số điện thoại, rồi mấy mẹ con mới gặp lại. Lúc nó đi cô khóc, cô buồn, cô khóc hoài luôn, có mình nó. Rồi cô sống một mình hả cô? Cái con mình mừng. Lúc mà bà... Tại vì cha nó bỏ, rồi ở con mình hai mẹ con. Rồi con đi vậy, mẹ đi tìm kiếm hoài không được. Cũng mấy năm trời mới liên lạc được với con. Rồi tới giờ gặp là con được vậy rồi mình con cũng mừng chết luôn á. Con mình hai mẹ con mà. Rồi
rồi hai mẹ con gặp lại nhau rồi, lúc đấy cảm giác của cô như thế nào? Con nó đã như vậy rồi, cô không có biết nói như sao, cũng đồng ý luôn giờ chứ biết làm sao giờ. Mẹ con gặp lại cũng được mấy năm rồi, đi cũng mười mấy năm á. Thì giờ nó lo cho cô, nhà ở nhà cũng cô cũng gầu lo dữ lắm. Lớp thì thôi nữa, lúc đó thôi ba nó cũng còn mới ẩm trên tay à. Rồi tới chừng biết đi đậm biết đi lớn chút thì bán giấy số. Bán giấy số thì cũng cho đi ăn học vậy đó, rồi đi luôn mấy năm trời. Thả nó bán giấy số lúc đó mấy tuổi cơ? Đi bán giấy số rồi đó là có 8-9 tuổi. 8-9 tuổi là đã bán giấy số rồi. Đi bán giấy số cũng 17-8 năm. Cô ở dưới này rồi nhiều khi nó về nó thăm cô, về quê thăm. Còn mấy thì cô lên trên này vậy đó. Bệnh hoạn thì nó lo cho cô, lúc này lớn tuổi rồi mà cô cũng đi làm mướn cho người ta không à. Rồi sau này cô bệnh rồi nó mới kêu cô thôi giờ nghỉ đi ở nhà nó lo. Rồi khi mà Thảo ơi, khi mà em quyết định bỏ mẹ và tìm cuộc sống khác á, thì em có bao giờ nghĩ đến chuyện là mẹ mình lớn tuổi như vậy rồi ốm đau như nào các thứ không? Dạ có, nhiều khi em suy nghĩ tới chuyện đó em cũng rất là sợ. Lúc mà em còn đi lô tô với tỉnh á, lúc đó là mẹ đi làm thuê cho người ta, mà một ngày mẹ làm tới 3-4 công chuyện. Tại vì sáng là 5 giờ mẹ dậy, mẹ dậy là bắt đầu mẹ đi xuống dưới kia mẹ làm. Thì khoảng 10 giờ mấy mẹ về, mẹ về mẹ tắm rửa mẹ ăn cơm xong mẹ nghỉ một chút. Khoảng 1 giờ mấy mẹ đi xuống dưới khác, chỗ khác làm nữa, là chủ khác nữa. Thì mẹ xuống dưới mẹ làm khoảng 3-4 giờ mẹ về. Về tắm rửa mẹ ăn cơm tiếp rồi mẹ đi ra ngoài đầu chợ Trà Vinh đó, mẹ bưng phụ hủ tiếu cho người ta. Mà công việc đó là rất là cực. Tại vì bưng hủ tiếu tuy là nó nhẹ nhưng mà mẹ thức khuya, thức tới 12 giờ mấy 1 giờ mẹ mới về ngủ. Mà mỗi lần mà em đi về thăm nhà là mẹ đều than với em là nhức giò, phải nhờ em bóp giò rồi xo dầu cho mẹ. Nhiều khi em nằm ngủ em gắt tay em chán em suy nghĩ là đi hát như vậy rồi không có dư giả gì hết, rồi mẹ mình lớn tuổi như vậy không lẽ là mẹ mình đi làm như vậy hoài sao. Rồi thí dụ như sau này mốt mẹ lớn tuổi rồi ai sẽ lo cho mẹ. Nhiều khi chỉ biết là ngậm đắng nuốt cay thôi. Nhưng mà tại vì cha bỏ thì lúc đó em còn nhỏ em không biết gì. Em cũng có nghe mẹ với cô cậu rồi cũng có kể. Lúc mà cha thôi mẹ xong á thì cha có mẹ kế. Thì lúc đó là em còn mọc trên tay, chị em thì mới biết đi đẫm thôi. Thì cha mới đi làm về thì cha mới định là bắt chị em với em đi theo. Cái mẹ mới sợ quá thì mẹ mới gửi hai chị em với ngoại. Ở với ngoại thì với ngoại người ta làm ruộng làm rẫy á. Cho nên là khi mà cô cậu đồ làm ở dưới ruộng thì đâu có biết đâu. Em thì lúc đó còn bồng trên tay thì không biết gì hết. Chị thì mới biết đi đẫm tẩm. Thì vô tình là chị bị té giếng chết. Té mà không ai phát hiện. Ba má thì lo nhổ rau, cỏ rau á. Rồi mấy đứa em đi tưới. Rồi đâu có nhà đâu đi ngang mà ngoại không hay. Rồi đi xuống dưới giếng, té dưới giếng. Tới chừng hay thì nổi lên rồi đứt ruột luôn á. Hai chị em nó sợ ba nó bắt á, đem về ngoại gửi. Rồi từ chỗ đó thì em rất là sợ. Mỗi lần mà cha mà về thăm là em sợ là cha bắt đi, không được ở với mẹ. Một thời gian sau, khoảng khi mà em được làm gái rồi đó, thì lúc đó em chưa có chuyển giới, thì em cũng có về em thăm nhà. Thì sau này gặp lại cha lại á, thì giống như là cha không có muốn mình như vậy. Mỗi lần mà gặp cha, cái cha nói là tại sao lại làm như vậy, sao không làm là con trai mà phải làm như vậy, để mà còn nói giỏi cho gia đình, nói giỏi tông đường cho gia đình. Thì mỗi lần bà cha nói vậy thì em chỉ dạ em gật đầu rồi em đi thôi, chứ em không biết nói gì nữa hết. Tại vì mình nói hoài thì cũng như vậy thôi. Có đợt mà em đi quay Người Bí Ẩn á, thì chương trình có hỏi là quay thì quay rất là nhiều, nhưng mà khi phát sóng thì bị có một số cắt gọn lại, cắt gọn lại. Thì đến cái lúc mà em nói cha bỏ, cho nên là cha xem chương trình đó xong thì cha cứ nghĩ là em lên truyền hình em nói là cha bỏ. Thật sự là không phải như vậy. Cho nên là em rất là mong là sau khi mà sau cái chương trình này thì cha, nếu cha có xem chương trình này thì mong cha hãy hiểu cho em đó, và đừng có nghĩ em như vậy nữa. Với lại cũng có một lần á, em chuyển giới xong rồi thì em cũng có về thăm mẹ, thì vô tình cô của em á thì mới thấy, thì cô em mới điện thoại cho cha nói là sức khỏe của em cũng như là còn yếu, chưa có đi hát gì mấy, cho nên là
cha cho tiền em để em dưỡng bệnh. Thì cha mới nói là đi cho đã về xin tiền. Đó là lời của cha em nói. Rồi cái cô mới nói là không phải, không phải là nó xin mà tự động cô xin cho em. Cho nên là mong cha hiểu cho con là dù sau này mà em có chết, có đói khổ chăng, em cũng không có xin tiền cha. Sẵn đây có mẹ ở đây quay với con thì sẵn đây con cũng xin lỗi mẹ. Bởi vì lúc đó là suy nghĩ của con chưa có được chững chạc, cho nên là mới bỏ mẹ đi. Thì mong mẹ hiểu cho con và đừng có giận con. Giờ mẹ không có giận, giờ cũng con vậy rồi, bỏ cái gì, con đâu có bỏ được. Vậy thôi, giờ nếu mẹ không giận nữa thì cho con hôn mẹ một cái nha. Chị không? Dạ, rồi. Rồi bây giờ hai mẹ con vẫn ở xa nhau hả? Dạ, mẹ thì ở dưới quê, ở Trà Vinh, còn em thì em ở Sài Gòn. Có phải cái công việc hiện tại nó giúp cho em có cái tiền để mình chuyển giới không? Khi mà lên chương trình này thì em cũng sẵn đây nói cho anh chị cũng như khán giả đều biết. Người ta cứ nghĩ là những người như em á là không có tiền để chuyển giới. Thật sự em đi hát lô tô em không có tiền để em chuyển giới thiệt. Nhưng mà em phải vay nợ. Em vay nợ Su Su là trưởng đoàn em và quản lý Hương Nam. Rồi em cũng vay nợ cái người chị ở dưới Đồng Tháp. Là ba người như vậy, rồi nhiều khi cũng có một số anh chị thương thì cũng có hỗ trợ cho em, là em mới lấy số tiền để em chuyển giới. Mà khi mà em đi chuyển giới thì có một số khán giả nói là em đi làm gái ngành gì đó, đi kiếm tiền để mà đi chuyển giới. Thật sự mà em nghe nói em rất là đau lòng. Bởi vì thật sự là mình đi hát bằng cái đồng tiền của mình là tiền đi hát. Mình phải đi vay nợ người này người kia để mình đi thực hiện ước mơ của mình, mà người ta lại đồn như vậy. Em rất là buồn. Vậy là qua được có năm. Vậy trong tương lai em có cái ước muốn nào cho mình hay là cho mẹ mình không? Hiện tại thì em đã hoàn thành xong người con gái rồi. Thì em không có ước gì nhiều. Em chỉ ước là em có sức khỏe để mà em lo cho mẹ. Rồi với em sẽ ước là em sẽ mua một căn nhà nào đó để hai mẹ con mình cùng sống. Em sẽ ước mẹ lên Sài Gòn chung sống với em. Chị thay mặt chương trình á, chúc em thực hiện được ước mơ của em là em sẽ có tiền, em hát được nhiều show hay là em gặp được nhiều may mắn để em có tiền em mua một căn nhà nhỏ, em rước mẹ lên để mà em trai hiếu cho mẹ. Và chúc cho cô nhiều sức khỏe, con cầu mong cho cô và Thảo sẽ được ở gần bên nhau sớm nhất trong thời gian gần đây. Cô cũng chúc hai cháu được mấy được sức khỏe đây, cô cũng không biết nói gì. Vâng, chào cảm ơn dạ, cô. Cảm ơn cô. Em cảm ơn em, anh cảm ơn chị. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập ngày hôm nay và xin mời mọi người hãy đón xem chương trình Come Out Bước Ra Ánh Sáng được phát sóng một lúc 8 giờ sáng thứ hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và fanpage LGBT Việt Nam. Tất cả mọi thắc mắc xin hãy inbox về fanpage Come Out Bước Ra Ánh Sáng để có được câu trả lời trực tiếp và nhanh nhất nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.